hoài vậy? Trời đất ơi, tụi nó vô comment khiếm nhã, tôi tổn thương sâu sắc luôn vậy đó. Trời ơi, mấy cái này bây giờ trên mạng xã hội là bình thường, người ta càng kém duyên mình với càng duyên dáng, hiểu không? Ừ. Nè, thí dụ nè, đọc comment nghe. Áo này mua về không mặc được không? Được cưng. Áo này mua về chứ tốn tiền, rồi giặt phơi mỗi ngày chứ tốn điện, tốn nước vậy đó chứ mặc chán lắm. Ủa, áo này giá làm sao mà nhìn gớm vậy? Giá làm sao hả? Giá như em đựng comment thì thấy em sang hơn nhiều. Live stream bán áo mà sao cầm áo không vậy? Ủa chứ không lẽ cầm đồ? Em có muốn cầm cái nết của em hôm mấy bảy cầm cho. Ờ mà quên, em làm gì có nết mà cầm.